Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, đóng cửa biên giới đã trở thành một nét chính của kỷ nguyên Covid-19 Nhưng việc Trung Quốc quyết định gia cố tường biên giới với các láng giềng Đông Nam Á đã khuấy động những tranh cãi mới Trong bài báo mới đây của tờ ABC ở Australia Vấn đề Trung Quốc xây hàng rào biên giới với Việt Nam và Myanmar đã được đem ra phân tích ở nhiều góc cạnh Bài báo viết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý của thế giới khi ông tuyên bố kế hoạch xây dựng bức tường biên giới dài 1609 km vào năm 2015 để ngăn chặn người Mexico nhập cư vào Mỹ. Nhưng ở bờ bên kia của Thái Bình Dương, Trung Quốc đang thực hiện dự án tường biên giới kém nổi tiếng hơn với các láng giềng như Việt Nam và Myanmar. Chuyên gia về Đông Nam Á và là giáo sư danh dự Đại học New South Wales, Kat Thayer, nói rằng đó có vẻ là một chương trình quốc gia. Dự án ở Việt Nam, theo như hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã nói, là một hàng rào sắt cao 4,5 mét, trên cùng có dây thép gai, chạy dọc theo sông Bắc Luân. Hàng rào biên giới này xây dựng từ 2012 đến 2017 với kinh phí 29 triệu đô la và dài 12 km. Người ta nói mục đích của nó là để ngăn chặn buôn lậu hàng hóa, ma túy và buôn người nó đang được tiếp tục kéo dài khi dự án bước vào những giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, một hàng rào dài 659 km đã được báo cáo là hoàn thành vào tháng 12 năm ngoái dọc theo đường biên giới dài 2.000 km giữa Trung Quốc và Myanmar. Hàng rào này nằm giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và bang Shan State của Myanmar. Mặc dù tờ báo Hiếu Chiến Hoàn Cầu đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và nạn buôn lậu. Nhưng trong một số trường hợp, những bức tường này đã được thiết kế không chỉ để kiềm chế virus mà còn để ngăn chặn cả người. Theo giáo sư Thayer, mặc dù buôn lậu không phải là lý do chính đằng sau các hoạt động củng cố biên giới của Trung Quốc gần đây, nhưng các hoạt động vượt biên trái phép đã là một chủ đề đau đầu của cả Trung Quốc và Việt Nam từ năm 1979 đến nay. Các đường dây buôn lậu ở cả hai bên với sự tiếp tay của một số quan chức địa phương đã dẫn tới một loạt vấn đề, trong đó bao gồm cả nạn buôn bán phụ nữ Việt Nam đến Trung Quốc. Theo báo cáo của tờ ABC, hồi năm 2018, ít nhất 100 bé gái đã được hồi hương từ Trung Quốc về tỉnh Lào Cai của Việt Nam mỗi năm, nhưng con số bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc và không bao giờ trở về còn lớn hơn nhiều. Gần đây Trung Quốc giải thích nhiều hơn về hoạt động xây dựng tường biên giới với mô tả sự cần kiếp phải ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép vì dịch bệnh COVID-19. Việt Nam đến nay ghi nhận khoảng 1.500 ca nhiễm và 35 ca tử vong, trong khi Trung Quốc có 98.000 ca nhiễm và 4.798 ca tử vong. Tuy nhiên, Myanmar đã báo cáo 130.000 ca nhiễm và gần 3.000 ca tử vong, và một đợt bùng phát trong công nhân nhập cư từ Myanmar tháng trước đã dẫn tới làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước láng giềng Thái Lan trong video của một youtuber người Trung Quốc là Amu, một phần của tường biên giới ở Uyển Đinh, thị trấn biên giới giáp Myanmar được nhìn thấy đang nâng cấp với camera an ninh được lắp đặt cách nhau vài mét. Bên cạnh nhu cầu kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19, các chuyên gia nói việc xây tường của Trung Quốc ở biên giới với Việt Nam cũng tiết lộ những mối lo âu kinh tế đang gia tăng khi dòng nhập cư đã trở thành hai chiều, chứ không phải là một chiều như trước. Giáo sư Trần Lý, tại Đại học Deakin nói rằng lý do công nhân nhập cư Trung Quốc đang di chuyển đến Việt Nam là vấn đề đa diện. Bà nói, họ bị thu hút không chỉ bởi viễn cảnh công việc mà còn vì cơ hội cuộc sống gắn với tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định chính trị và hoạt động quản lý dịch bệnh hiệu quả của Việt Nam, một trong những nước láng giềng gần gũi nhất của họ. Việt Nam đã tạo ra điều kiện thị trường bảo đảm và có lợi cho đầu tư nước ngoài và thu hút các công ty sản xuất vốn đóng ở Trung Quốc di chuyển đến Việt Nam hàng ngàn công nhân Trung Quốc có tay nghề đã rời Trung Quốc đến Việt Nam trong những năm qua, theo như số liệu của tờ VN Express. Theo đó, đã có khoảng 33.000 người quốc tịch Trung Quốc đang làm việc hợp pháp ở Việt Nam trước khi dịch bệnh xảy ra. Còn theo báo cáo của tờ RFA, từ tháng 10 năm ngoái, hàng trăm công nhân Trung Quốc có tay nghề đã rời Trung Quốc sang Việt Nam và một số công ty sản xuất cũng đã dịch chuyển cơ sở sang vì tình hình kinh tế Việt Nam đi lên. Nhập cư bất hợp pháp là vấn đề với cả hai nước. Tháng trước, Việt Nam đã hồi hương ít nhất 29 người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc. Ngược lại, hơn 100 người Việt Nam đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Trung Quốc để làm việc cũng đã bị phát hiện vượt biên trở lại Việt Nam hồi tháng 9. Bên cạnh môi trường đầu tư ưu đãi của Việt Nam, giáo sư Trần Lý cũng chỉ ra rằng các nhân tố địa chính trị cũng tác động đến hoạt động dịch chuyển sản xuất và thay đổi trong thị trường lao động. Bà nói rằng căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước khác như Australia có ảnh hưởng đến quyết định chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam của các công ty sản xuất. Bên cạnh các công nhân có tay nghề đã nhập cư theo con đường hợp pháp, giáo sư Lý nói rằng nhiều công nhân khác đã vượt biên bất hợp pháp. Và hệ quả là họ phải đối mặt với các rào cản khi tìm việc ở Việt Nam sau khi đến. Tuy nhiên, siết chặt biên giới không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống và công nhân nhập cư một góc nhìn được số đông các ý kiến chỉ trích chia sẻ là bức tường biên giới mà Trung Quốc đang xây dựng nhắm vào những người bất đồng chính kiến Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói, nó nhằm ngăn chặn dòng người Trung Quốc ra nước ngoài, không chỉ đối với công nhân thất nghiệp mà còn đối với bất kỳ người nào khác mà Trung Quốc không muốn cho tùy ý rời đi. Theo một bài báo do The Diplomat xuất bản, thì tỉnh Vân Nam, nơi có đường biên giới giáp Việt Nam, Myanmar và Lào, từ lâu đã là một cửa ngõ đi ra bên ngoài cho người Duy Ngô Nhĩ và những người khác tìm nơi nương náu ở phương Tây và cũng là một hành lang cho những người tị nạn trốn khỏi Triều Tiên. Quân đội Myanmar cũng đã bày tỏ phản đối về các cấu trúc biên giới mới hồi tháng 11. Mặc dù Trung Quốc đề cập tới dịch bệnh COVID-19 như lý do cho việc xây tường, nhưng tờ Irrawaddy của Myanmar phỏng đoán rằng việc xây dựng này thực sự đã diễn ra ngắt quãng từ năm 2018 và nó đã trở thành một nguồn gây căng thẳng giữa hai nước. Các bạn thân mến, đối với Việt Nam, biên giới trên bộ Việt Trung đã được phân định xong, cho nên nếu Trung Quốc có điều kiện xây tường hay hàng rào dọc theo hơn 1.000 km đường biên giới thì cũng tốt, miễn là họ xây đúng đất của mình, đừng lấn sang láng giềng là được. Về khía cạnh an ninh, việc Trung Quốc xây hàng rào cũng sẽ giúp họ quản lý biên giới tốt hơn, chống quân lậu hàng hóa, chống các loại tội phạm khác có hiệu quả hơn và nhờ đó sẽ hạn chế tội phạm xuyên biên giới gián tiếp có lợi cho Việt Nam. Về mặt kinh tế, xây hàng rào biên giới chỉ là một khía cạnh trong chiến lược quản lý kinh tế rộng lớn của họ nhằm giảm thương mại tiểu ngạch. Trước đây Việt Nam xuất nông sản hay là hàng hóa sang Trung Quốc thì đường tiểu ngạch chiếm một tỷ lệ đáng kể. Cho nên khi Trung Quốc siết đường tiểu ngạch thì hàng hóa của Việt Nam có thể có gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên nhìn về lâu dài thì cản trở này cũng có tác dụng bắt buộc việt nam phải có các bước đi để nâng tầm giá trị và thương hiệu hàng hóa của mình chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại